Toàn chức pháp sư, tác giả, loạn, dịch chuyện và edit video, đặt lê view, giọng đọc, ban mai FPT, được phát sóng trên kênh Triệu Gia. Rất mong được các bạn ủng hộ. Hãy cho mình nút like và comment để chúng ta có thể tương tác với nhau nha. Mà nếu các bạn muốn đâu nét cho nhóm thì mình để thông tin dưới phần miêu tả nha. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tập 9 Mục Ninh Tuyết không nghĩ tới, kẻ địch thật sự còn có chiêu tự hủy này lập tức gọi ra một bức tường băng xương che chắn ở trước mặt cô ấy, ngăn cản những mảnh vỡ cùng máu me bắn lên trên người mình. Thấy Mục Ninh Tuyết vừa bị phân tâm, tuyển thủ Ai Cập liền nhoẻn miệng cười âm hiểm. Chân trái của hắn không bị đông lại là bởi vì trên đó được phủ một quần sáng mỏng, giúp nó có thể miễn bị đóng băng trong một thời gian ngắn. Mục đích là muốn đánh lừa Mục Ninh Tuyết, muốn cô tin rằng hắn đã không thể phản kháng. Trên thực tế, hắn còn một hệ sở trường nữa, đó chính là ám ảnh hệ. Lúc trước hắn một mực lui về sau, chính là muốn tìm nơi có bóng tối để tiện tay hành sự đáng chết chân ta bị đóng băng dính liền trên mặt đất rồi vừa mới định ra tay phát hiện chân mình như đã bị gắn vào đất bằng keo con chóa khiến hắn vô cùng bực bội vở kịch dường như đã không đúng như kịch bản tuy nhiên hắn không hề muốn thua trong trận này hắn là mặt mũi của đội tuyển ai cập cho dù có phải chơi khô máu thì hắn cũng phải thắng bằng được vậy chỉ còn cách này hắn ta nghiến răng đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn đây là cơ hội cuối cùng của hắn, cho dù bị gãy chân, chỉ cần cuối cùng chiến thắng, như vậy vẫn rất là xứng đáng. Hắn gào lên một tiếng đầy đau đớn. Tuyển thủ Ai Cập cố chịu cơn đau dữ dội, cưỡng bức kéo cái chân của mình ra khỏi xương giá. Bản chất chân của anh ta đã rất cứng và giòn dưới tác động của băng tuyết, kèm theo lực kéo thô bạo, chân của hắn bị đứt lìa từ khớp xương đầu gối, cảnh tượng vô cùng gớm ghiếc. Độn ảnh. Tinh đồ lóe lên trong mắt, hắn ta lập tức hóa thành một cái bóng, biến mất vào không trung, để lại một cái chân trơ vơ giữa những tầng băng dày đặc, thật sự là quá tàn nhẫn với bản thân. Tất cả mọi người trong đấu trường đều sững sờ, con hàng này quá nham hiểm, cố ý làm ra vẻ thua cuộc, đợi Mục Ninh Tuyết hơi thả lỏng cảnh giác thì bất ngờ tấn công. Cẩn thận! Mục Nô Kiều hét lớn. Trong đấu trường, một bóng đen kỳ lạ di chuyển đến bên cạnh Mục Ninh Tuyết, thân ảnh cao lớn của tuyển thủ Ai Cập từ từ hiện ra. Trong tay hắn cầm theo một con dao găm, hiện lên một màu đen xám xịt, nếu như không để ý tới ánh sáng lóe lên từ lưỡi dao, thậm chí sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của con dao găm này. Đây là phệ dao găm, một khi đâm vào cơ thể của sinh vật sống, liền sẽ cảm nhận được cảm giác có hàng ngàn con ong đang thi nhau châm đốt, nạn nhân sẽ đau đến mức không còn muốn sống. Đúng là một khi sự hứng thú đã hết hạn thì sự khốn nạn sẽ lên ngôi, cho dù là nữ nhân như hoa như ngọc, nhưng đã bức ép hắn đến mức này, hắn đều phải xiên hết. Làm ta mất một cái chân, cô rất đáng gờm đấy. Nhưng bây giờ, cô phải trả giá đắt hơn gấp bội. Tên tuyển thủ Ai Cập đột nhiên ra tay, con dao găm hắc ám đâm thẳng về phía bả vai Mục Ninh Tuyết. Cô ấy vẫn đứng ở nơi đó, thân thể không nhúc nhích. Tên tuyển thủ Ai Cập đã cách cô ấy chỉ mấy chục phân, đáng sợ nhất chính là phệ dao găm, đã muốn đâm rách da thịt của cô ấy. Mục Ninh Tuyết vẫn như cũ, mặt không biểu tình. Keng! Một âm thanh vang lên đinh tai nhức óc. Phệ dao găm trùng điệp hướng thân thể Mục Ninh Tuyết đâm tới, nhưng mà căn bản không giống như đâm trúng làn da hay bắp thịt, ngược lại hoàn toàn giống như là đâm vào một khối tinh thể vô cùng cứng rắn. Tay của tuyển thủ Ai Cập bị chấn lực làm cho tê dại, bật ngược về phía sau, hai mắt hắn cơ hồ như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt, căn bản không thể tin được một màn này. Mục Ninh Tuyết liếc nhìn hắn, ánh mắt giống như đang nói lên rằng, "Chú em ạ, à, cái này người ta hay gọi là ao trình đấy." Điều này, điều này là không thể. Thứ mà tên tuyển thủ Ai Cập không thể tin không phải là năng lực của mục ninh tuyết mà chính là tốc độ phản ứng của cô thân thể mục ninh tuyết không biết từ lúc nào đã được bao trùm một lớp băng tinh đây cũng không phải là một khải ma cụ gì nó giống hệt như lớp vải quấn trên người con thiết thi vậy chính là cây nhà lá vườn từ lúc hắn bỏ đi chân phải biến mất vào trong bóng tối cuối cùng là tung thủ đoạn đánh lén đối với cô toàn bộ động tác cũng chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn có thể nói là sánh ngang với tốc độ tung chiêu của con xác ướp bụng phệ kia thế mà mục ninh tuyết có thể phản ứng nhanh như vậy sao nhưng mà nghĩ lại thì không phải hình như mục ninh tuyết đang đợi hắn làm điều đó thì đúng hơn cô là cô cố ý cố ý để ta tự bẻ chân tên tuyển thủ ai cập giận dữ gầm lên mục ninh tuyết mặc kệ anh ta cô không muốn cùng anh ta nói chuyện quá nhiều cứ để anh ta ở đây vui vẻ với cái chân bị gãy vừa quay người chậm rãi bước ra khỏi sân khấu lớp băng bao trùm xung quanh lúc này đã biến mất lớp băng bao bọc ở chân phải của tên ai cập cũng nhanh chóng tan đi Nước đá cũng là một chất gây tê, nhưng khi nó tan chảy, cơn đau ập đến sẽ biến thành một sự tra tấn tinh thần rất lớn. Tuyển thủ Ai Cập ngồi ở đó, ánh mắt đung đưa dữ dội, nhìn Mục Ninh Tuyết kiêu ngạo xoay người rời đi, trong lòng lại càng dâng trào lửa giận. Nhưng chẳng được bao lâu, khuôn mặt của hắn đã phải nhăn lại vì đau đớn ở chân ngày càng trầm trọng hơn. Hắn ta nghiến răng ken két, vẻ mặt vô cùng xấu xí. Cuối cùng, một màn tra tấn khủng khiếp hơn nữa ập đến, tên tuyển thủ Ai Cập kêu lên một tiếng vô cùng đau khổ, Hắn ngã nằm lăn lộn trên mặt đất, vết thương dần dần tràn ra máu đông cứng ngắc, toàn bộ sắc mặt tái nhợt vô cùng, mồ hôi túa ra như tắm. "Nhanh trị liệu cho ta. Nhanh trị liệu cho ta. Các người đối xử với sinh viên đá quán như vậy hả?" Hắn ta bò về phía vị trí bắp chân bị gãy của mình, cứ như thể hắn ta trèo lên đó và nối mảnh lại thì cơn đau sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng khi bò được nửa chặng đường, anh ta đã bắt đầu lăn lộn điên cuồng và tiếng la hét thậm chí còn lớn hơn cả loa phát thanh ở trên sân thi đấu. Đây chính là câu gieo gió gặt bão của các cụ hay nói sao? Trên mặt thầy Bạch không có một chút đồng tình, các học viên khác cũng đều như thế. Ta xin các người, ta xin các người. Nhanh trị thương cho ta. Cuối cùng thì hắn ta cũng đã nhận ra trạng thái của mình, cơn đau dữ dội khiến hắn không còn quan tâm đến cái gọi là quý si tộc. Hắn lấy một ít băng tuyết còn đọng trên mặt đất đắp lên chỗ gãy, cố gắng dùng cái lạnh để tiếp tục gây mê. Tuy nhiên, mục ninh tuyết đã thu lại gần hết băng giá, lượng băng tuyết mà hắn có thể lấy được cũng rất hạn chế ngừng la hét đi bạch đông uy lên tiếng lúc đầu không biết là ai gáy to lúc đầu cười to thế nào để đến bây giờ phải kêu gào khẩn khoản đến vậy ta ta ngừng rồi khuôn mặt của tên tuyển thủ kia tái sạm đi tỏ ra vô cùng hợp tác hãy xin lỗi nhạc đường tâm đi bạch đông uy nói tiếp ta xin lỗi là ta quá tự cao tên tuyển thủ ai cập nói rồi lau hỗn hợp nước mắt và nước mũi trên mặt so với những gì hắn ta đã làm với nhạc đường tâm trước đây bẻ gãy một chân chẳng là gì cả, và nó sẽ không đến nỗi phải vong mạng, chưa kể, cái chân này là do chính hắn ta tự bẻ gãy. Hắn ngây thơ tưởng rằng hy sinh lớn như vậy có thể đem lại thắng lợi, chân bị cụt, chữa trị kịp thời cũng không có mấy tác dụng. Thế nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ mục ninh tuyết lại cao siêu đến vậy, lặng lặng nhìn hắn dở trò, sau đó là dùng cách dễ dàng nhất, trừng trị tên khốn nạn như hắn. Sẽ không ai có thể thông cảm cho hắn ta, bởi vì hành vi trước đây của hắn đã khiến tất cả mọi người ghét đến tột độ, đã thế hắn lại còn tự bẻ cụt chân của chính mình. Đối với việc điều trị, rõ ràng một người như nhạc đường tâm cần được điều trị nhiều hơn, máu ở vết thương của hắn đã bắt đầu đông lại, và hắn sẽ không bị mất quá máu nhiều. Hắn càng gào thét, sẽ càng là không có ai để ý hắn. Nhanh trị liệu cho ta, nhanh trị liệu cho ta đi, ta đã xin lỗi rồi. Tên tuyển thủ Ai Cập cúi đầu xem xét, phát hiện băng tuyết vừa rồi hắn đắp vào chân đã dần tan hết, mà chân của hắn lại dần dần muốn khôi phục chi giác, thế là bị dọa đến cả người đều co lại không phải tên này chưa từng bị thương, chỉ là quá trình, từ lúc chân hắn bị băng tuyết làm tê cho đến lúc dần dần bình phục, cảm giác đau đớn đó không biết phải dùng từ ngữ nào để miêu tả được. Hãy trị liệu tốt cho hắn. Bạch Đông Uy cũng không làm quá, liền gọi nam sinh hệ chữa trị đến. Vâng. Thanh niên hệ chữa trị kia mặc dù không hề muốn, thế như ý thầy đã vậy, cậu ta có thể làm gì? Kết thúc video. Các bạn đang nghe chuyện toàn chức pháp sư trên kênh Triệu Gia. Chuyện được dịch bởi đặt Lê Viu triệu gia luôn đưa tới các bạn chất lượng video và giọng dịch tốt nhất để có thể cảm thụ cái hay của chuyện rất mong được những cái like và comment ủng hộ của các bạn thân ái và hẹn gặp lại trên kênh triệu gia